Đoàn Thiên Ân mặc váy xẻ tương tự Thùy Tiên. Trang phục của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân có hai đường xẻ dọc thân giống bộ đầm Thùy Tiên từng mặc, nhưng được lót vải thay vì lộ da thịt như đàn chị. Trong hoạt động mới nhất tại cuộc thi Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân xuất hiện nổi bật với mẫu váy cổ yếm gam đỏ chất liệu bắt sáng. Thiết kế của Hoàng Tony có điểm nhấn là hai đường xẻ từ chân ngực xuống dọc hông, đang dây tiệp màu, để trang phục không quá sexy. Tác giả sử dụng vải lót màu nguy khá dày ở phần xẻ, che kín da thịt cũng như nội y của người mặc. Theo nhiều khán giả, bộ đầm của Thiên Ân gợi liên tưởng đến chiếc váy Thùy Tiên mặc khi hoạt động tại Thái Lan trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Xiêm y do nhà thiết kế Long NG thực hiện từ chất liệu da ép bóng, có form ngực nhọn và hai đường cắt out đang dây dọc thân, không lót vải nhằm bổ sung nét gợi cảm cho phong cách. Chút ý kiến cho rằng lớp lót khiến Thiên Ân trông kém hấp dẫn hơn Thùy Tiên. Stylist Louis Huy Đặng, người xây dựng phong cách cho cả hai nàng hậu, nói: "Tôi đặt nhà thiết kế Hoàng Tony làm vậy để thể hiện sự tôn trọng văn hóa Indonesia, nơi tổ chức Miss Grand International 2022. Hơn nữa, chưa chắc Thiên Ân mặc đồ sexy như Thùy Tiên thì sẽ đẹp, bởi vóc dáng Ân vẫn chưa hoàn thiện lắm. Tôi chọn những thiết kế có thể khoe hết ưu điểm cũng như che mất khuyết điểm của cô ấy." Stylist 9X cho biết thêm, anh gặp khá nhiều khó khăn khi phải xoay sở chuẩn bị trang phục cho Thiên Ân và Thùy Tiên cùng lúc. Anh cũng thừa nhận bản thân có dành sự ưu ái nhất định cho Thùy Tiên bởi đây là hành trình cuối của cô. Đồng thời Tiên là đương kim hoa hậu nên luôn phải xuất hiện lộng lẫy nhất. Dù vậy, Louis Huy Đặng không quên đầu tư cho xiêm y của Thiên Ân, giúp cô chọn được những kiểu dáng phù hợp cơ thể. Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, là sinh viên Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cô cao 1,75m, số đo 3 vòng 88,5-66-98cm. Người đẹp đăng quang Miss Grand Việt Nam trong chung kết tối ngày 1 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh và chỉ có 3 ngày chuẩn bị mọi thứ để lên đường thi Miss Grand International 2022. Chuyên trang nhan sắc sắc sector mới đây dự đoán Thiên Ân vào top 10 chung cuộc.